Hello, hello, chào cả nhà yêu thương của mình nha. Chào cả nhà yêu thương của mình nha. Buổi sáng ngày mới. Chúc cả nhà chuẩn bị đón xuân 2024 an lành, vui tươi và hạnh phúc nha cả nhà. Phát lộc phát tài nha. Bữa nay mình live trực tiếp tại Tòa Thánh Tây Ninh nha cả nhà. Đây là trước là cổng chánh môn cả nhà ơi, trước cổng chánh môn là cả nhà. Ngày hết Tết đến rồi cả nhà, mình cũng cầu chúc cho cả nhà được an lành và hạnh phúc luôn, phát lộc phát tài, chuẩn bị đón Tết Tây cả nhà. Mình đó thì Tết Tây thì mình cũng được thêm tuổi mới, từ nhỏ tới già ai ai cũng đều đón mừng mình một tuổi mới ngang cả nhà. Thì mình đây là mình cũng trực tiếp tại Tòa Thánh Tây Ninh cả nhà ơi. Tiếp tại Tòa Thánh Tây Ninh thì ở khu vực này thì có ba cái tháp của vị đầu sư. Tháp chính giữa là vị của hài cốt của Đức Hộ Pháp ở cả nhà, hài cốt của Đức Hộ Pháp là tháp chính giữa này cả nhà ơi. Cả nhà cũng vui vẻ ha, cũng bây giờ thời gian đếm ngược rồi, đếm ngược chỉ còn ba mươi mấy tiếng đếm ngược thôi là mình được hưởng là một tuổi mới rồi cả nhà. Đây là cổng chánh môn rồi cả nhà ơi, cổng chánh môn cả nhà. Cổng chánh môn nghe cả nhà. Cổng chánh môn của mình ở cả nhà. Cổng chánh là trước Tòa Thánh Tây Ninh mình ở cả nhà ơi. Bà con cô bác mình ở gần xa. Thì hàng năm ngày tư, ngày Tết, ngày lễ cũng đến chùa để cầu an cho gia đạo, gia đình, gia quyến của mình được an lành bình yên, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đó cho những cái điều mà lành đưa đến, những cái điều dữ thì xua đi đó cả nhà. Đây trực tiếp tại cổng chánh luôn, trước Tòa Thánh Tây Ninh cả nhà. Tây Ninh thì quê hương mình có hai địa danh lớn, thì các khách thập phương xa gần trong nước và ngoài nước cũng đều hàng năm đều đến viếng cả nhà. Đầu Thánh Tây Ninh, núi Bà Đen Tây Ninh cả nhà ơi. Thì sáng sớm là có những cô đồng đạo công quả mỗi ngày phải lau quét dọn lau chùi cả nhà. Thì bây giờ thời gian thì bữa nay 30 tháng 12 cũng thời gian cũng đếm ngược thôi, còn 30 mấy tiếng nữa là mình cũng đón chào năm mới, năm Giáp Thìn 2024 đó, là
mình cũng được thêm chỗ mới ha cả nhà. Mình cũng được thêm chỗ mới rồi. Đây là cái tháp này là tháp của ông Đức Hộ Pháp ở cả nhà. Tháp bên kia cũng là cũng vị đầu sư, hai bên là vị đầu sư nữ. Đây hài cốt được đặt trong cái tháp này. Cũng báo cho cả nhà thì ngày trưa ngày Tết năm mới rồi thì mình cũng mọi nhà mọi người cũng đều đến chùa chiền. Mình là Phật tử mà cả nhà, bất kể tôn giáo nào, tôn giáo đạo Phật, đạo Hòa Hảo, đạo Câu Đài, đạo nào mình cũng là Phật tử hết à. Mình cũng đến chùa chiền để cầu an, cầu lành, đem những điều may mắn đến cho cả gia đình mình ha cả nhà. Đó. Trẻ thì cầu tài cầu lộc, cầu cho công việc thành công. Già thì cầu cho là được là mạnh giỏi, sống lâu trăm tuổi ha cả nhà. Cả nhà có thấy đẹp không cả nhà? Cho xin ý kiến nha cả nhà. Đây những cô chú làm đây, làm đây giờ nghỉ mệt nha cả nhà. Giờ nghỉ mệt làm sáng giờ rồi, làm 4-5 giờ sáng là làm. Năm thì cả nhà có đến Tòa Thánh Tây Ninh thì thăm viếng mỗi năm nha cả nhà. Vào ngày rằm tháng 8, rằm tháng Giêng rồi cả nhà. Rằm lớn cả nhà ơi. Trực tiếp tại cổng chánh luôn cả nhà, cổng chánh môn cả nhà, đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Cả nhà xem cái đường like của mình, video của mình thì cũng yêu thương mình, cho mình một like và một đăng ký kênh lẫn ủng hộ mình nha cả nhà, ủng hộ tài trần vlog nha. Mình có động lực những video tiếp theo cho cả nhà mình vào xem ha cả nhà, để thưởng thức quê hương Tây Ninh của mình. Mình đứng đây tòa thánh thì ở xa lắm cả nhà, để mình zoom lại cho cả nhà mình xem nha. Thánh xa lắm cả nhà. Dừng lại đó cả nhà. Cả nhà vào xem rồi nhớ ủng hộ mình cả nhà ơi. Còn mình có động lực làm một cái video tiếp theo cho cả nhà mình xem nha. Đây những cô công quả không cả nhà ơi. Cả nhà nhớ yêu thương mình rồi cho mình một like và một đăng ký kênh nha cả nhà. Cả nhà ơi đó. Thôi tài trần
mình xin kết thúc video, chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà video tiếp theo nghe cả nhà.